nhà anh em tụi mình được quanh ngồi như thế này, sau một cái tiệc vui của cháu thì lại được ngồi với nhau như thế này, đó là một cái, là cái duyên của anh em mình. Thế thôi thì tất cả xin chân thành cảm ơn anh. Và chúng mình hãy coi như là làm sao coi như là hãy coi như là tận dụng cái thời gian coi như là còn một chút xíu ở ngoài đây, ngày mai chiều mai nữa thì mình hãy đi chơi ở đây để thăm, thứ nhất là thăm cái cảnh của đồng bằng ở đây, sau đó coi như là thăm về đưa ngồi cà phê chỗ thằng nào Thủy Dông. Có coi như là anh Vĩ anh với anh Hùng thông gia của ông Lĩnh với một số anh em trong miền Nam ra. Cái đương đương ngồi đây cà phê cà pháo ăn từ giờ, nếu như mà còn thời gian nữa thì cái đương mời các ông ấy về Hải Dương chơi đây, nhưng mà cũng chưa thấy nhận lời. Đấy, cho nên là nếu như mà các ông ấy về được thì